Ok, xin chào anh em. Và như tiêu đề video thì anh em cũng đã thấy thì hôm nay đã là ngày 13 tháng 2 rồi. Tức là ngày mai nữa thì chúng ta sẽ đến ngày 14 tháng 2 và đó chính là ngày Valentine. Mình tin chắc chắn rằng thì dăm ba cái bọn trẻ trâu nó lại lên Facebook, nó đăng ảnh nào là sô-cô-la này, nào là nắm tay rồi hôn hít các thứ. Tuy nhiên thì bọn mình thì chúng ta lớn rồi mà, thì mình sẽ hướng dẫn anh em một cách chơi khác, kiểu không đụng hàng với cái bọn trẻ trâu ấy nữa. Và ở trong không khí này thì mình sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái món quà để anh em có thể tặng cho người yêu ở trong cái dịp này. Đó chính là một chiếc tai nghe đến từ Razer, chiếc Kraken Pro V2. Và như anh em cũng đã thấy thì nếu như anh em thường xuyên theo dõi một số trang công nghệ thì cũng đã có cái video mở hộp chiếc Kraken Pro V2 này rồi. Tuy nhiên thì đó chỉ là phiên bản màu đen, mà ở trong không khí Valentine này thì chúng ta sẽ phải có một cái màu khác, tức là cái màu hồng. Và cái màu hồng này thì mình tin chắc chắn rằng thì khoảng 90% các bạn nữ thích cái màu hồng này rồi. Và để xem thì cái sản phẩm này nó có điểm gì khác biệt, cũng như là anh em đang tò mò về chiếc tai nghe này như thế nào, thì đây chính là video mở hộp cũng như trên tay và đánh giá nhanh về chiếc Kraken Pro V2 phiên bản màu hồng này. Đầu tiên thì về cách đóng hộp thì các bạn có thể thấy đó chính là về phần mặt trước của chiếc hộp này thì các bạn sẽ có một cái hình của chiếc tai nghe màu hồng ở đây. Ở bên trên góc bên phải thì chúng ta sẽ có đó chính là cái logo của Razer, cũng được làm màu hồng chứ không phải là làm màu xanh như ở trên những sản phẩm khác của Razer. Ở phần phía dưới thì chúng ta sẽ có đó chính là Kraken Pro V2. Và ngoài ra thì các bạn sẽ không có thêm cái bất cứ cái thông tin gì cả. Về phần cạnh trái cũng như thế, cạnh phải cũng như thế này. Ở phần mặt sau thì chúng ta sẽ có thêm một số cái công nghệ ở trên chính chiếc tai nghe này. Và ngay bây giờ thì mình sẽ cùng với anh em đi mở hộp cũng như unbox chiếc tai nghe này. Và bây giờ thì mình sẽ mở chiếc hộp của chiếc tai nghe này ra. Và đầu tiên thì như các bạn có thể thấy thì thực chất thì mình đã mở chiếc tai nghe này rồi, và nó được cái cách đóng gói nó gọn gàng hơn khá là nhiều. Tuy nhiên thì nó cũng ná ná như thế này mà thôi. Đầu tiên ở bên trong hộp thì chúng ta sẽ có đó chính là một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng. Và ở bên trong này thì chúng ta sẽ có thêm đó chính là một cái sticker, đó chính là hình Razer màu hồng nha các bạn. Và các bạn có thể gắn lên cây máy tính chúng ta hay là bất kỳ chỗ nào mà các bạn có thể thích thì chúng ta đều có thể gắn được. Và đây sẽ chính là chiếc tai nghe Razer màu hồng của chúng ta. Đầu tiên là về phần thiết kế thì cái cảm nhận đầu tiên của mình ở trên chiếc tai nghe này thì nó hoàn toàn giống so với phiên bản màu đen. Và cái điểm khác biệt duy nhất thì nó sẽ chỉ nằm đó chính là ở phần đệm tai cũng như là về cái phần vẻ bề ngoài của chiếc tai nghe này. Khi mà chiếc tai nghe màu đen thì chúng ta sẽ có toàn bộ cái phần đệm tai cũng như phần bên ngoài thì nó sẽ được làm màu đen. Trong khi đó thì chiếc tai nghe này thì nó sẽ có một cái phần đệm tai, nó sẽ có cái màu đó chính là cái màu sữa, nó gần giống với cái màu ghi. Và ở phần phía bên ngoài thì nó sẽ là cái màu hồng. Và nhìn vào thì nó cũng khá là thích mắt. Về các cổng kết nối thì nó cũng tương tự như trên phiên bản Kraken Pro V2 thường. Thì chúng ta sẽ đều có đó chính là hai cái jack. Đó chính là một cái jack mic cũng như là một cái jack âm thanh để chúng ta có thể gắn vào case của máy tính. Và ngoài ra thì các bạn sẽ có thêm đó chính là một cái đầu chuyển nữa để chúng ta có thể cắm vào các thiết bị như là điện thoại hay là máy nghe nhạc để chúng ta đều có thể sử dụng được. Về phần đệm tai thì nó sẽ được làm bằng chất liệu không biết là bằng giả da hay là da thật. Tuy nhiên thì cái cảm giác khi mà mình nhấn vào thì nó cho một cái lượng đàn hồi cũng khá là tốt. Và cái cảm giác khi mà mình đeo vào tai thì nó cũng khá là êm. Nó không bị cứng cũng như là nó cũng không bị ép để làm cái hiện tượng là đỏ tai như trên một số cái dòng mẫu tai nghe khác đang có mặt trên thị trường. Ở phần dây kết nối thì chúng ta sẽ có thêm một cái phần điều khiển được cái nút, đó chính là cái phần volume để chúng ta có thể tăng giảm được cái âm lượng. Và cái việc thiết kế cái phần điều chỉnh volume này ở cái phần dây giúp cho mình có một cái thao tác thuận tiện cũng là dễ dàng hơn so với việc đó chính là các sản xuất thường xuyên để cái phần điều chỉnh nút volume này ở cái phần ở ngay trên cái phần đó chính là phần đeo của tai nghe này. Nó khiến cho mình khi mà thao tác ở trên những chiếc tai nghe nó khá là khó khi mà mình phải tìm mãi mới ra được cái phần để chúng ta có thể điều chỉnh được cái âm lượng này. Và ngoài ra thì các bạn sẽ có thêm một cái nút nữa, thì đó chính là cái nút để chúng ta có thể bật tắt được cái phần mic của chiếc tai nghe này. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ không có thêm cái gì nữa. Đối với hai phần củ tai này thì nó sẽ được phun bởi một cái lớp sơn màu hồng. Và cái cảm giác khi mình sờ vào thì trông nó khá là mịn. Và nó sẽ không giống như kiểu đó chính là một số cái loại tai nghe mà nó sẽ được sơn bởi một cái lớp sơn rẻ tiền. Sờ vào thì nó khá là sần sùi. Và ngoài ra thì ở hai phần củ tai này thì chúng ta sẽ được làm một cái họa tiết nữa. Đó chính là cái họa tiết giống như một cái màng loa. Và nó sẽ tạo nên một cái điểm nhấn nhìn trông khá là đẹp mắt. Và ngay ở phần chính giữa thì chúng ta sẽ có một cái logo đến từ Razer. Và nó sẽ có một cái màu sắc, theo mình nghĩ đây sẽ chính là màu xanh. Tuy nhiên thì cái màu xanh này nó sẽ chỉ là cái màu xanh ở cái phần viên của ba con rắn ba đầu này thôi. Và ngoài ra thì cái phần
logo này thì nó cũng không thể nào phát sáng được nữa. Ở phần nệm đầu này thì chúng ta sẽ có hai phần, đó chính là phần phía trên cũng như là phần phía dưới. Đối với phần phía dưới thì là cái nơi mà nó sẽ tiếp xúc với đầu của chúng ta, vậy nên thì nó sẽ được bao phủ bởi một cái lớp bông, và cái cảm giác khi mình ấn vào thì nó cho một cái độ đàn hồi cũng rất là tốt, và khi mình đeo vào đầu thì nó cũng khá là êm. Ở phần phía trên thì chúng ta sẽ có một cái phần lớp bằng da, và nó sẽ được bao phủ bởi một lớp da hoàn toàn bằng màu hồng. Và ngay ở phần đỉnh đầu thì chúng ta sẽ có một cái logo đến từ Razer, và nó sẽ được in bằng cái một cái màu xanh. Tuy nhiên thì cái màu xanh này nó không giống như cái màu xanh ở trên những sản phẩm khác đến từ Razer, đó chính là màu xanh lục đấy, mà nó sẽ có một cái màu xanh khác, nhìn nó nhạt cũng như là nó khác hoàn toàn so với cái phần logo đang có ở trên những thiết bị Razer khác. Phần mic thì nó cũng được thiết kế tương tự so với phiên bản màu đen, khi mà các bạn hoàn toàn có thể kéo ra hay là chúng ta có thể đút vào. Và mình nghĩ thì cái này thì anh chị em nào cũng khá là thích. Và cái phần đầu mic này thì nó cũng được thiết kế khác, đó chính là nó sẽ được thiết kế bằng màu hồng thay vì màu đen như trên phiên bản màu đen kia. Và cái phần này thì chúng ta sẽ có thêm hai cái lỗ nhỏ nhỏ nữa để chúng ta có thể giúp được trong cái việc khi mà chúng ta thu âm một cách tốt hơn. Về chất lượng thu âm ở trên chiếc mic này thì theo cá nhân mình nhận thấy thì nó hoàn toàn có thể đáp ứng cho mình trong các nhu cầu sử dụng hàng ngày, đó chính là gọi điện hay là kể cả mình có nói chuyện qua Discord với bạn bè khi mà chơi game. Và nếu như được đánh giá cái thang điểm của nó thì mình sẽ đánh giá nó sẽ rơi vào khoảng, đó chính là 7 điểm trên thang điểm 10 của chiếc mic thu âm này khi mà nó mang lại. Về chất lượng âm thanh ở trên chiếc tai nghe này thì mình không phải là một trong những chuyên gia âm thanh để có thể nói hết được tất cả những tính năng cũng như là cái chất lượng âm thanh của nó đáp ứng như thế nào, mà mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn đó chính là những cái cảm nhận cá nhân của mình khi mà mình sử dụng chiếc tai nghe này. Đầu tiên thì mình có nghe thử qua, đó chính là một số cái bản nhạc EDM thì nó sẽ cho một cái giải âm bass nó khá là lớn, và nó sẽ lấn sang một số cái gọi là một số cái phần âm khác. Và khi mà mình chơi những tựa game đó chính là PUBG hay là CSGO thì nó sẽ không cho chúng ta một cái chất lượng âm thanh tốt nhất trong quá trình khi mà chúng ta chơi game, mà nó sẽ phục vụ tốt hơn cho chúng ta trong cái nhu cầu, đó chính là khi mà chúng ta chơi một số tựa game thuộc thể loại MOBA như là Liên Minh Huyền Thoại hay là Dota, nó sẽ đáp ứng tốt cho chúng ta khi mà chúng ta chơi những tựa game đó. Và như anh em có thể thấy thì sau những gì mà mình đã cùng với anh em khám phá ở trong cái video này thì cái chiếc tai nghe này thì cá nhân mình nhận thấy thì nó không có sự khác biệt gì so với phiên bản màu đen cả. Mà cái sự khác biệt của nó duy nhất ở đây đó chính là nó là phiên bản màu hồng, còn chiếc tai nghe kia là phiên bản màu đen. Về cái chất lượng âm thanh thì mình cũng đánh giá khá là tốt ở trên chính chiếc tai nghe này, vì nó đem đến cho mình một trong những cái âm thanh cũng hoàn toàn có thể đáp ứng tốt cho mình các nhu cầu sử dụng hàng ngày. Còn đối với các chị em thì mình nghĩ thì các chị em chỉ cần nó đẹp cũng như là nó là cái màu hồng này là các chị em thích rồi. Và ngoài ra thì nếu như anh em có thêm đạn thì anh em cũng có thể mua thêm các combo tặng cho người yêu ở trong cái dịp Valentine này. Vì bên mình vẫn đang kinh doanh đó chính là các combo, đó chính là chuột, bàn phím cũng như tai nghe Razer phiên bản màu hồng này. Và cái đường link mua hàng thì mình sẽ để phần mô tả bên dưới video này. Và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn yêu thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như là một subscribe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video kế tiếp.